mong mọi người share giùm ha. Xem làm hoài mà mới xem trực tiếp. Trời ơi, anh làm cả chục năm nay rồi giờ mới xem trực tiếp là sao? Buồn với sao? Rồi em hai bên, em hai bên. Mấy cục bột dưa lên. Trong cục bột nó còn thiếu nè, cho nó ăn cục nè, cho nó ăn miếng nè. Để sát vô da thịt nè. Giờ để sát lên tí xíu mình làm nó mới đẹp, nó ra đẹp. Xí cho em mua cỏ được không? Cỏ hết rồi em ơi, 4 5 tuần nữa mới có cỏ nha em, 4 5 tuần nữa mới có cỏ nha. Ok, giờ mình sẽ làm cái này trước. Lấy cục bột thắng nè, cho nó ráo nè, cho nó ráo nè, xong bỏ lên đây cách khoảng một chút xíu thôi cho nó hở, để khi mình đẩy cục bột lên nó sẽ bự ra. Để cục bột nó bự ra nè, thấy không? Khi mình đẩy bự thì cái đầu này nó nhỏ đó. Khi mình đẩy cái đầu này nó bự ra thì cái đầu này nó nhỏ, rồi mình kéo kéo bột xuống, kéo vô, nó kéo vô, kéo vô, thấy chưa? Kéo vô, khi mình kéo vô thì nó sẽ chạy ra, rồi mình tém nó vô nè, tém nó vô nè, tém nó vô nè, bên này cũng vậy, tém sao canh cho nó đều đều hai bên đó. Tém nó vô, thấy chưa? Thế nó vô xong nó thành một cái vòng cung gọi là deep fan. Ok, mình làm cách này, nếu anh chị em nào mà tay nghề cứng cứng một chút, cứng cứng giống như mình gọi làm neo mà có chỗ đứng vậy đó, làm neo mà có chỗ đứng rồi là mình kéo có chỗ đứng làm sao là cứng chỗ đó đó, hiểu không? Đó, mình kéo đẩy cho nó tròn cái kia, cái còn đẩy cho nó tròn cái đầu này. Và tí xíu mình giũa sơn cái là mình hốt tiền đó, mình làm nó lẹ xíu, mình vuỗ lại là nó ra cái xếp luôn. Bây giờ giờ mình cho nó thêm miếng nè, cho nó thêm miếng nè, cho nó thêm miếng trên đầu nè, cho em tròn miếng nè, cho nó đủ dày. Bây giờ nó đủ dày nè, thì để hồi nó đủ đủ kia thì đủ bột trên đây là mình vô tư mình đắp bột khác lên đây. Rồi giờ em thấy ok chưa, xíu mình vuỗ lại ha. Rồi bây giờ vấn đề ở đây là bây giờ mình làm cái này. Đấy, bây giờ mình làm cái này nè, mình lấy cục bột dày nè, lấy cục bột dày đó, bỏ cục bột dày nè, bỏ lên đây đó, đẩy cục bột lên cho nó dày lên, đẩy lên cho nó dày, chùi cọ chùi đồ cho bột nó ráo. Dùng lên chút coi nó đã đó, dùng lên bây giờ kéo nè, kéo cục bột xuống, rồi xong rồi cho nó cục bột nó dày. Giờ anh thấy nó dày không? Rồi nếu mà an toàn nữa thì cho nó một miếng nữa cho nó chắc cú nè. Xong rồi mình làm cái gì? Mình dùng cái ma đao thần chưởng của mình cắt. Ok, mình cắt nè anh chị em, coi bài nhớ share bài giùm tôi nha. Trời ơi, tôi nói hoài không đang nghĩ share gì chứ, mấy cái chuyện mà bên hề bên lề ngoài phố á, thì share tự lưu hết, còn tôi làm nó chính nghĩa mà không là không share, không share giùm tôi. Ok, giờ cắt nè, cắt nè. Cắt ở đây một cái nè. Ok, bây giờ
xong rồi quay cái tay qua là chắc là quay cái tay qua đây là cắt qua này. Lấy cục bột ra nè, ok, lấy cục bột ra nè. Thấy chưa, lấy cục bột ra nè, ở dưới này nó phải thẳng nữa nè, cắt đi một cái nữa nè. Thấy không? Rồi, coi cho nó ngay chưa, nó chưa ngay, chỉnh cho nó ngay nè. Lấy ra cho nó ngay. Rồi, ok đó. Rồi, giờ mình làm cái gì? Làm marble ở trong đây, mình sẽ làm marble ở trong này ha. Giờ mình bỏ cục bột, bỏ cục bột một phiên này, bỏ vô, nhớ là để cho nó sát 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 một chút. Rồi bỏ màu trắng vô nè, màu trắng nè, bỏ vô nè, bỏ vô quậy nhẹ 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 nó hơi, quậy nhẹ nhẹ nó. Rồi nhớ tém nó vô nha, nhớ tém nó vô nha. Bỏ màu hồng nè, nhớ đừng cho nó chạy lên trên cái màu màu nâu nha. Đó, bỏ màu trắng nè. Bỏ vô, tém nó vô nè, đừng có cho nó chạy ra ngoài. Xí. Bỏ màu hồng vô nè. Bỏ màu trắng vô nè, ngoáy nè, ngoáy nè, ngoáy vô đó. Xí, thấy không, mày học ra nghề em xe cho anh tình yêu nè, giờ sợ cô dạy em để ý. Ai mà dạy em để ý đâu. Rồi bây giờ mình làm cái gì, mình còn một cái nữa nha. Mình bỏ tí xíu kim tuyến vô nè, kim tuyến nè. Bỏ tí kim tuyến vô đây. Xí. Rồi bỏ dưới đây nữa, bỏ dưới đây nè. Thấy chưa? Tháo ra làm lại cho coi được không? Mai đi ha, mai đi ha anh Kevin. Mấy ông phá tôi nữa, mấy ông vô là mấy ông phá không. À, bây giờ mình làm gì? Mình làm cái món mobile ở đây. À, bây giờ mình làm gì? Đây, thấy cái màu hồng, màu này màu lưu chứ không phải màu hồng. Lấy màu vai. Lấy màu vàng là bỏ dưới này nè, cái cọ nè, đẩy nè, đẩy nè, xí, đẩy nè. Rồi mình kéo xuống, kéo ra nè, kéo ra luôn cho nó dẹp ra luôn. Đó, thấy chưa, chỗ nào u là mình ém nó vô. Rồi màu hồng đi, bỏ vô nè. Bỏ một vài là chuối cái tay người ta xuống nha, chuối cái tay người ta xuống nè, chuối vô đẩy nè, đẩy 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 nè, đó đẩy vô trong cái nè, đó đẩy nè, thấy không, móc kéo, bây giờ kéo kéo cho bột đừng chạy ra ngoài, kéo đừng cho bột nó chạy ra ngoài nha. Rồi để tiếp tục màu hồng, màu nâu chứ màu hồng hoài. Đó, bỏ dưới đây, thấy không? Bỏ tí xíu màu trắng nè, xíu màu trắng, lắc lắc nhẹ cái tay. Đó, xong rồi giờ mình kéo ra nè, kéo bột ra nè, kéo ra cho nó thành phẳng. Đó. Thấy chưa? Hello Ngọc Diễm.
Hello mọi người nha. Hello. Trời ơi, làm nãy giờ mà không share gì chưa? Làm nãy giờ mà không ai share cho tôi hết. Rồi bây giờ mình làm cái gì? Cho mình cho tí xíu kim tuyến nè. Kim tuyến mình bỏ lên trên đầu nè. Chùi cho nó có cái đường lằn nè, chùi nè. Thấy không? Chùi sơ cho nó có cái đường lằn nó mới đẹp. Đó, thấy chưa? Ở dưới đây một cái nữa, ở dưới đây một cái nữa nè. Chùi ra nè, chùi chùi ra nè cho nó đẹp nè. Chùi nè, thấy gì chưa? Đó, nó đẹp không? Rồi anh chị em để yên đây, để yên cho nó khô, để yên cho bột, cho cái kim tuyến này nó khô tí xíu mình bỏ bột lia lên nó mới ăn được. Đó, bây giờ trong thời gian đó mình làm cái gì? Mình làm cái ngón tay cái, ngón bột, lấy bột nhiều lên, thấm xuống cho nó khô, bỏ lên nè, đưa vô nè, đẩy cục bột và kéo nè. Đẩy vừa đập nè, thấy cái cọ đập không, kéo nè, kéo nè, ở trên đó nó thiếu, kệ nó thiếu tí xíu mình châm thêm, thiếu xíu mình cho nó một cục thêm, kéo. Đó, anh chị em nhớ, bây giờ anh chị em quan trọng là anh chị em share bài giùm tôi thôi. Tôi làm lâu nay mà không bao giờ mà bây giờ không, anh chị em không có xe dùng vô coi không mà không có xe dùng tôi gì hết trơn, buồn quá. À, nãy được mấy trăm người giờ tụt xuống luôn, năn nỉ xe sao nó tụt em không ngửi được mùi Lưu Bình hả? Lưu Bình sao hỏi được? Đẩy sát vô da nè, đập nè, đập nè, kéo nè, đập cho nó sát vô trong cái da thịt của mình, tí xíu mình dũa nó không có bị, để nó không bị thiếu màu, thấy không, thiếu không bị thiếu màu, đập sát vô, anh chị em thấy không, tí xíu mình dũa là nó vô perfect luôn, nó sát vô trong da thịt nè, đó, rồi bây giờ mình quay trở lại mình làm cái này, đó, mình quay trở lại mình dũa cái này nè. Nãy mình nói rồi, anh chị em nhớ dũa cái này, dũa cái này cho nó tròn lại, cho nó đẹp. Ngay chưa? Ngay rồi đó, ngay rồi bỏ bột lên thôi. Em có bán cọ lại chưa? Khoảng 4 5 tuần mới có cọ lại nha em, cọ hết rồi, cọ anh bán hết rồi, bây giờ hết cọ rồi, anh đang chờ cọ về rồi anh sẽ ấy nha, 4 5 tuần nữa em gọi lại cho anh ha, anh hết cọ rồi, 4 5 tuần mới có cọ lại, 4 5 tuần nữa mới có cọ lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ bột lên đây, ok, giờ mình lấy một cục mình đổ một bên trước. Mình làm dở là mình bỏ một bên trước. Đó, mình làm dở nè, mình bỏ một bên trước thấm cho nó ráo nè. Bỏ lên nè. Bây giờ đẩy ra bột cho nó gọn nè, đẩy vô nè, đừng có cho nó phồng ra ngoài. Đẩy vô, đẩy lên, đẩy sát lên. Xong là cái cây cọ nè, chém xuống nè. Đó. Cái bột mà nó chảy là mình đưa vô. Đó, mình đưa nó vô nó chảy nè. Đưa nó vô, vuốt nó xuống. Vuốt cho bột nó xuống. Cho nó nằm yên một chỗ ở đây, đó, nó nằm yên một chỗ một bên rồi bây giờ mình qua bên đây. Mình qua bên đây mình không mình đổ cho một cục bột nữa nè, thấm nè. Đó, thấm nè. Bỏ lên. Bây giờ kéo xuống nè. Nghiêng cái tay vô nè, nghiêng cái tay qua nè, đó, đẩy bột vô nè. Bây giờ cho nó đứng lại một chỗ. Rồi, cho nó đứng lại bột nó ok rồi bây giờ mình
mình làm cái gì, đợi cho nó ráo là mình kéo vô thôi, kéo vô nè, kéo vô, cái cục bột dư ra, ém hai bên cái góc này vô, ém hai bên cái góc vô để cho nó cho trường nó dư ra ngoài, lấy bột dư ra. Rồi, xong rồi, bây giờ mình bỏ bột liu lên đây, ok. Bỏ bột liu nè. Đó, bỏ bột liu lên. Khô vờ lại cái hai cái móng bột, mò bộ. Em xem quá trời luôn. Cảm ơn nha. Anh nói chơi thôi, tại vì anh thấy có nhiều cái bài nó hay á mà anh chị em không có share. Rồi sau đó anh chị em mới coi lại thì nó không có được. Xem anh tình yêu làm bây giờ cái nó nét y chang lượm mì y. Đúng rồi, nói chung là anh chị em chịu khó coi đến chi mình học hỏi để mình kiếm tiền, thấy không? Ngay cả những anh em đã từng nói câu nói này có nghĩa là anh em coi, anh em cũng học hỏi được kiếm được tiền, thấy không? Kiếm được rất là nhiều tiền, đơn giản thôi, mình đâu cần phải cầu kỳ đâu. Quan trọng là mình kiếm được tiền là vui rồi. Đó. Quan trọng là mình kiếm được tiền, điều quan trọng đó là điều quan trọng nhất. Khi mình coi like, là mình kiếm được tiền là mình ngon rồi. Rồi, bỏ cục kế tiếp, cục thứ hai. Đây. Bỏ lên. Khi mình bỏ bột lia đó, mình nhẹ nhẹ cái tay nè, mình đẩy lên nè. Mình từ từ, tại vì bột lia nó hay dính cỏ lắm. Anh chị em mà làm bột nó bị ướt đó là nó sẽ dính cỏ. Cho nên anh chị em từ từ, anh chị em đừng có gấp. Đó, anh chị em cứ từ từ thôi. Bột lia nó sẽ dính cỏ rất là nhiều. Tại sao? Tại cái bột lia nó bột của nó mịn hơn cái loại bột khác, cho nên nó dễ bị dính cỏ nha. Cái bột lia nó sẽ dẻo hơn mà nó làm cho cái cột bột của nó dẻo mà nó dễ bị dính cỏ, cho nên anh chị em cố gắng đừng có làm liền, đợi từ từ cho bột nó ráo là mình mới kéo xuống, chứ mình bỏ vô mình kéo liền là nó dính vô cái cỏ. Anh cho em hỏi về online được không? Xin lỗi em nha, anh không bao giờ anh dạy trên online nha mọi người. Sẽ đọc kỹ câu hỏi để trả lời lộn. Anh cho em hỏi học về vẽ online được không anh? Xin lỗi nha, mình nói thật một câu, anh chị em đừng nên học online. Tại vì sao? Học online anh chị em có hỏi được. Anh chị em học online, anh chị em là học ở ngoài đây mà anh chị em học chưa xong nữa. Anh chị em học online rồi nó dạy tào lao biết đâu. Anh chị em mình gọi là đóng tiền ngu. Học online sao học? Online mà lỡ nó làm giống như giờ học online, giống như tình yêu đang làm live trên mạng nè. Đó giờ tình yêu giống như là tình yêu đang làm live trên Facebook nè. Nó có khác gì học cái gì? Trời ơi. Hôm nào mà nó học online mà cô nào mà vuốt bự mà mặc áo hở vuốt cho mình nhìn cho đã đi, chứ mày học gì nổi, mày học gì được. Mấy em đó bị gạt. Mấy em học online là mấy em bị gạt. Tại vì á, anh chị em biết không, người ta hay có cái chiêu gọi là nắm bắt cơ hội. Mình nói nắm bắt cơ hội là sao? Có nghĩa là khi mùa dịch á, anh chị em không có đi đâu được hết á. Anh chị em bị bắn loạn. Cho nên anh chị em cứ nghĩ là lên online sẽ học được. Tại vì sao? Mình không đi ra ngoài, mùa dịch mà. Mùa dịch cứ ở trong nhà, học online. Dù sao nó cũng tốt hơn. Không có, không bao giờ có chuyện đó nha. Mình nói thiệt luôn, học online đừng nên học. Học online là thua luôn. Online là mấy bạn bị tốn tiền mà không có học được cái gì hết. Rốt cuộc á, thằng học sinh của anh nó phải qua bên anh nó học. Đó, nó học 3 ngày về nó làm ok luôn, nó có gì đâu sợ. Trời ơi. Anh dạy ở Houston nha em, học phí chỉ có 700 đồng thôi em, bao ăn bao ở luôn, bao chơi luôn. Nha, muốn chơi kiểu gì anh chơi kiểu đó. Đó, chơi ở đây là chơi lành mạnh nha, chứ không phải chơi tốn sức nha, đừng nghĩ bậy. Chơi của anh là chơi lành mạnh chứ không phải chơi tốn sức. Ok.
Khi nào có lớp vậy? Ồ, lớp tháng 11 tình yêu đầy rồi. Anh chị em ơi, tháng thì lắng lớp 10, tháng lớp 11 tình yêu đầy rồi. Chắc đợi lớp tháng 12 nha mọi người. Tháng 12 tình yêu sẽ có một lớp cuối năm. Anh chị em là cái lớp cuối năm sẽ rất là vui. Thường thường học lớp cuối năm á là tháng 12, tháng 11 tình yêu đầy chỗ rồi, không có chỗ nữa. Cho nên là anh chị em phải chờ tháng lớp 10, tháng 12. Dạ em lớp tháng 12 em có lớp nha anh đi. Anh chị em nhớ ráng cố gắng đắp bột sát vô trong cái phần của cái form. Rồi anh chị em dũa rất là ít mà cái form của mình nó không bị phồng ra nữa. Cho nên anh chị em cố gắng khi mà thấy tình yêu đắp bột, lúc nào tình yêu cũng đắp sát đi trong cái form cho nên không có dũa nhiều nha. Dạ lớp cuối năm thì khoảng chừng giữa tháng 12 anh ơi, khoảng vào cũng vào khoảng giữa tháng 12 ha. Em muốn đăng ký chỗ thì anh gọi số điện thoại 832 216 7717 cho em nha. Hello anh Tài, khỏe không anh Tài, khỏe không? Cứ mẹ anh Tài làm đẹp quá rồi à. Cái ngày anh Tài thành cao thủ rồi. Dạ đắp cái này cũng không có gì khó cho nên đắp cũng lẹ anh Tài ơi. Không có gì là khó khăn cho nên mình đắp cũng lẹ với phần cũng trễ rồi. Cho nên tranh thủ về ăn cơm. Trễ rồi bây giờ mình thấy hay hay mình cũng like cho mọi người coi. Cái màu này cũng đẹp nữa, màu này quá đẹp luôn. Rồi trước khi mình dũa móng anh chị em nhớ cố gắng là lấy cái đầu dũa phá, anh chị em phá ra một cái cho nó lẹ. Anh chị em lấy cái đầu dũa phá nè, anh chị em phá phá cái phần này ra cho nó đẹp. Em thấy không, khi mình phá ra nè, nó ra nè, thấy cái đường lằn không? Đó, cái đường lằn nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ cong ra nè, đó, nó cong ra nó sẽ đẹp ha. Tại vì bột nó nằm ở trên đây mình phá nó ra, cái là nó ra liền. Thấy chưa? Bên đây mình phá luôn, bằng tay bên đây rồi mình dũa ha. À, mình phá. Này coi phá nó ra nè. À, nó ra bột, thấy chưa? Nó ra bột xong nó ra cái đường lằn. Cái đường này nó cho nó tròn không?
bây giờ mình lấy cái đầu dũa nhọn mình dũa ha. Bây giờ mình chạy bằng dũa nhọn nè. Mình mở máy lớn nè, chạy nè. Tắt máy lạnh đó nè, cho nó nóng. Chưa phá cái này, chưa phá cái miếng ngón, phá cái ngón này luôn. Khuya đâu khuya em, bên đây mới có giờ 7-8 giờ em ơi, 8 giờ kém à. Bộ này nó xong anh về rồi, tối nay về hát karaoke mà. Hoa chinh nữ hồi sáng anh làm cái hoa chinh nữ, hoa đó còn chinh, anh nghĩ chắc còn chinh quá, gái 15 tuổi chắc còn chinh. Hoa cỏ mây gì, anh thấy hoa đó, hoa giống hoa thúy địch. Hoa sáng anh làm hoa đó, anh làm hoa đó, hoa gì biết không, hoa chinh nữ. Cảm ơn anh đã giải đáp cho em được gì hiểu. Nên tí nữa đăng ký học. Đúng rồi em ơi, em học online là má nhận không ra luôn. Chắc thằng đó hôm nay nó tí xíu có người nó gọi cho nó chửi tôi quá. Tôi nói vậy không biết nó mắc phi 350, nó chửi tôi má nhận không ra luôn. Nhưng mà mình nó chửi mình vẫn vui, là tại vì mình không có nói xạo được. À, hiểu không? Mình học online là không có work đâu mọi người. Tại vì học online mình chỉ giống như mình đang coi live chỗ này, làm sao học anh chị em sao giải đáp được cho mọi người được. Mình đâu phải học online, đâu phải mình em đâu mà giải đáp cho em. Học online ít nhất cũng phải là trên mười mấy người. Bây giờ hỏi em chứ, hỏi một người hỏi bây giờ từ nào mới trả lời xong, tại vì em đâu có thấy rõ đâu. Em hỏi tới hỏi lui hoài thì có phiền phức. Chia sẻ dùm tình yêu mà bị đi live rồi kìa, là sao? Không sao đâu mọi người, tại vì người ta ghét tôi thôi. Tại vì tôi biết bây giờ có nhiều người ghét tôi lắm. Tại vì thấy tôi làm live có nhiều người coi á, cho nên họ ghét. Ok, không sao, chuyện nhỏ. Ai coi được thì họ coi. Thì ra cái đi.
Tại vì á, bây giờ có nhiều người ghét tôi lắm. Nhưng mà ghét thì ghét, cũng có nhiều người thương mà, đúng không? Một 100 người thương, một vạn người thương, có 100 thằng ghét nhầm gì. Nhờ xem anh làm học được nhiều. Dạ đúng rồi, bộ neo này đẹp lắm, bộ neo này rất là đẹp, rất là dễ thương, nó rất màu, nó rất là nhã nhặn, anh chị em thấy không, rất là nhã nhặn, nó không có gì cầu kỳ nhưng mà nó nhã nhặn. Anh đâu có lo đâu em, anh đâu có lo gì đâu, đâu có lo gì đâu. Ở trên đời mà em, trên đời này đâu có thể nào làm hết vừa lòng mọi người được, phải có người ghét mình là chuyện bình thường. Đã nói xã hội mà, xã hội phải có người này người kia chứ, đúng không? Nếu mà ai cũng thương tôi hết thì chắc tôi fan tôi chịu gì nổi. Nếu mà ai cũng thương tôi hết là fan tôi giờ này nên chịu chịu người follow rồi chứ đâu có 100 mấy chục ngàn đâu. Nếu mà người ta thương tôi là tôi đã, người ta đã follow tôi cả triệu người rồi. Cho nên không có quan tâm, mình sống mình chỉ quan tâm những điều gì cần quan tâm thôi. Quan tâm làm sao kiếm được nhiều tiền, quan tâm làm sao làm được nhiều like để cho mọi người coi. Mọi người coi, mọi người thấy chất lượng, mọi người mua đồ, đó mới là quan trọng chứ. Ý là đẹp cực kỳ luôn. Mọi người thấy tình yêu giữa không? Tình yêu giữa, tình yêu không có đè nha. Mọi người đừng có đè cái đầu giữa. Mọi người đè cái đầu giữa là bột nó sẽ, nó không có đều, mà nó sẽ ăn bột xuống mỏng á. Tại vì mình giữa cái này, mình đắp bột lên là mình chỉ giữa cho nó láng thôi, chứ mình không có lấy bột xuống. Có nhiều người hỏi tại sao em giữa mà nó mang mất hai bên cái bột bên đây, tại vì em đè quá mạnh, đè cái đầu dũa mạnh quá cho nên cái bột nó ăn bên hai cái cạnh nó mất luôn. Mới đầu đắp bột lên thì có bột mà rốt cuộc dũa văng hết, cho nên dũa đừng có đè, đừng có đè đầu dũa. Anh chị em để đầu dũa cho nó thành, cho nó chạy một cách bình thường thôi. Dạ có, đầu dũa có bán nha mọi người. Anh chị em nào muốn mua gọi số điện thoại 832 216 7717 giùm tình yêu nha. Anh chị em nào muốn mua đầu dũa thì gọi số điện thoại giùm tình yêu ha, 832 216 7717 ha. Anh chị em đừng có nghĩ là nó khó làm, tại vì anh chị em phải học, anh chị em cái gì nó cũng phải trải qua cái việc học ở trên đó. Tại vì đối với mọi người thì thấy nó khó là tại vì mình không biết, đúng không? Đối với mình là mình không biết thì nó khó, và đối với mình biết rồi thì nó đâu có khó đâu, tại vì mình muốn biết thì mình phải học. Thì đương nhiên rồi, cái gì cũng vậy thôi, anh chị em đừng nên nhớ là tình yêu cũng vậy thôi, chứ tình yêu cũng chẳng có giỏi hay gì, tình yêu biết liền rồi, cũng phải trải qua bao nhiêu thời gian học hỏi rồi mới biết chứ. Cái gì nó cũng phải trải thời gian, anh chị em phải học hỏi nó mới ra được chứ, chứ giờ anh chị em tự nhiên anh chị em biết được liền sao được, mà phải có qua sự học hỏi vậy.
Đẹp như nách luôn hả? Coi vợ nách là nó bánh con. Hôm nay anh tình yêu làm nhanh vẻ đẹp. Dạ phải làm nhanh tại vì về ăn cơm. Hôm nay mình về ăn cơm nên là mình làm tốc độ nhanh chút ha. Thường thường còn rỉ rả được chứ bây giờ hôm nay trễ rồi cho nên là làm lẹ để về ăn cơm ha. Rồi xong bây giờ mình giũa. Giũa lại cái xếp cho nó đẹp nha. Đây. Đúng rồi mọi người, cái gì nó phải có, thường thường nó phải có lý thuyết thì phải có thực hành đúng không? Ví dụ mình nói những gì mà anh chị em suy nghĩ có đúng không? Mình muốn biết là mình phải học đó. Mình muốn mà mình muốn giỏi là mình phải làm đó, mình muốn giỏi là mình phải làm, mà muốn biết là phải học, muốn giỏi là phải làm, mình phải làm nó mới giỏi được chứ giờ mình có học mình không làm nó đâu có giỏi được đúng không? Giống như anh chị em đi học về vậy, anh chị em đi học nail vậy, anh chị em phải làm trên cái bàn tay của khách, làm thời gian trôi qua thì đương nhiên nó mới giỏi được chứ. Thì còn tự nhiên không không mình đi học về nó giỏi liền chắc thầy đó thánh, thầy đó chắc thầy ông thầy thánh. Cái này tí bỏ bỏ hộp xoàn lên nữa là má cháy bò chét luôn. Đây, buffer. Em bận hốt em vô trễ hả? Coi lại thôi. Em bây giờ coi gì nữa Trương Phạm. Em giờ quá giỏi rồi. Em quá giỏi rồi. Em đâu cần mấy cái này, đơn giản đối với em.
Hello Tính, hôm nay làm về trễ thế này. Đụng mà trời ơi, baby này nó đụng rồi, nhiều hít rồi, nó đụng, thấy nó đụng không? Trời đã trễ rồi em ấy còn đụng nữa. Để bằng để tí tê luôn. Anh bỏ hai hai một cái là một cái hộp, một cái gắn hộp xoàn và một cái bê, cái này là cái top nha, hai cái đi đôi nó mới được. Thank you.
Hello Dương Nguyễn, hello em, khỏe không? Cái này quan trọng rồi, bỏ top lên cái là tái luôn. Đẹp nhít nách luôn. Này nhìn ngầu không? Cái bột mà bỏ là bỏ màu bồ dinh dưỡng đẹp. Dầu đâu, dầu đâu, bỏ dầu vô. Huy, khỏe không Huy? Thì sao nổi. Quá đẹp, quá đẹp. Đẹp không? Nhức cái nách luôn. Rồi thôi, tình yêu xin tạm biệt chương trình ở đây nha. Chúc anh chị em coi live thật vui vẻ. Rồi có gì hay tình yêu sẽ làm live tiếp. Bài tình yêu xin tạm biệt chương trình ở đây nha. Bye mọi người. Thank you mọi người đã share bài cho tình yêu nha. Bye mọi người. Bye bye.